xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại ARK Gaming Online. Và trong tập ngày hôm nay thì mình và Tài sẽ đi bắt cái con cá được mệnh danh là Basilo ha. Cá tưởng nó gì được mệnh danh là sát thủ đại dương hay gì, tự nhiên mệnh danh tên là Basilo thầy luôn. Tưởng đâu vô sao số rớt đấy là mực ứng gì các kiểu đó. Tính con nói tôi cứ tưởng đâu là con cá được mệnh danh là sát thủ đại dương hay gì đó, ai ngờ Basilo à, của con cá được mệnh danh con là Basilo. Rất tinh giản thôi, mày nhìn đâu giống sát thủ đại dương, là giết cá nó tuổi gì đâu có bắn kìa. Đi tao là giống cỡ mẹ già xuống. Ủa, con Basilo hồi nãy mày thấy đâu rồi Tài? Trên đây hả? Đây nè, theo tao nè, bự có lự đâu, này bự yếu lắm, nhưng mà nó được cái chiều tuôn chón dưới đây ngửa nè, bự ngửa nè đâu. Đi lên ở đây nè, thấy quyền bày cá đuối là biết ảnh đây chứ đâu hết. Chết rồi, tao quên cắt dây điện vô mày. Về cất đi, mày bận nhanh mà, để tao đại chiến cho. Mấy cá đuối này sợ nguyên bầy dí con này hốt được hay không nữa. Hay là lát tao chạy xúc quần. Nhảy tao bắn phụ cho lại. Đây đuối chứ. Đây đuối rồi. Dí mấy cá đuối chứ rồi sao mà. Ấy vì sao bị né tao bắn trúng mày mày. Đó nguyên bầy cái đuối dí kìa. Được rồi. Mày được không? Đó, thấy không? Quay tao bắn cái lý tưởng vậy là còn gì nữa. Con này quý mày chạy thôi. Quên cái nữa. Hay chưa con mờ đó cho chó nữa. Thầy quơ con này đi dưới đây lý dương thiệt. Quay chó hết mà. Nó tản hết rồi. Ừ, di tản hết rồi. Chạy rồi. Cá có thịt gì đưa đây cho nó ăn cho. Cá đuối. Có thịt gì không? Thịt thường. Ê, xuống. Bắn mày xuống đó. Rồi chỗ đây hết hồn. Vậy thấy chưa? Còn tí nhíu hiểu không? Nên là tao quay qua tao nhìn thấy nó. Cho nó ăn thịt cá hả? Thịt thường mới ngon. Thường có đây không? Thường không. Y chuẩn bị miếng cá cắn kìa, tao phải bơi nhanh. Bơi đi. Ủa móc cái nỏ đâu bơi không nhanh mày ơi. Chạy đi. Đâu rồi mày giết mấy cá này coi. Nó sợ mấy sứa nó bơi từ trên chứ nó lâu điện xung kích rống không á. Mấy sứa nó tới rồi kìa. Chứ nói gì. Chạy bơ nhanh quá, bơ múc nỏ nó bắn nó không bơi nhanh. Thiệt mấy sứa này thì tao mệt mỏi thiệt luôn á. Để giết mấy sứa cho. Bắn mấy sứa làm tao đi, bắn hết đi. Để bày cái đuối tao xử cho. Nhíu mày sứa hay sao tao? Cái đuối nào lết lết ở đây tao chơi banh đầu hết. Sứa này có gì vậy mày? Cái đồ để bắt cái con gì ta? Con lương điện. Rồi bắt hai nỏ chết. Tại dí vào nó. Rụm nụ. Có cái đuối quýnh tao kìa. Có không? Hai con rồi xong banh cáo lặn rồi chết tao rồi mày ơi, để bao vô. Bánh kéo lặn rồi mấy giờ mà. Sao không đem theo xe cua dự phòng? Mày biết đâu, tính rồi nó lâu vậy. Bao theo kịp không kịp mà phải không? Oxy bao nhiêu không kịp mà. Dịch. Phải núi này khỏe ru thôi, dẹp loạn 12 sứ quân luôn. Giờ hết Tavina luôn. Đây này mấy nhóc. Mấy nhóc sao cứ nhắm vào đó không vậy anh? Anh đây nè, không nhắm vô. Một mình anh chấp hết. Chọn sò lè yêu. Ồ, con này bắt xong rồi hả? Con này bắt trăm rưỡi. Con cá sấu tay dài này bắt cắp trăm rưỡi xuống đây nó đế dương thiệt đó tao. Chiêu chón nó bá quá. Ủa nó bao nhiêu nước được à? Gì? Bao nhiêu nước có chiêu? Nó bao nhiêu nước có chiêu? Có chiêu chón đế dương dưới đây nè. Nó lộn nó lặn dưới nước được không? Được. Đâu có tốn oxy nào đâu. Có sáu thời dài á. Ý là nó nhanh không? Không, bao chậm lắm. Đâu. Như mày mò. Chậm mạnh hơn mấy con kia. Ừ, nhưng mà nó được cái là nó mạnh hơn mấy con kia thiệt. Tại vì chẳng hạn như quái vật hồ lúc nét dí cái mày tun nó lại bị cắn. Chiêu xây của nó bá gặm tốn ít stamina nữa.
Đâu rồi con ba silo chạy đâu rồi ta? Nhờ mấy anh sứa này không mà con nó chạy thoát nè. Gì đây? Nữa hả? Sợ bị sứa thôi. Có thường không? Mày có thường không? Không, không có chứ, nãy dục hết rồi. Trong cái xấu có đó. Trong đồ ăn đem xuống dưới có 20 miếng này, 2 miếng chắc đủ không? Chắc không đủ. Thấy nó không? Chạy đâu rồi, bị mấy cá đuối dí quá. Giờ khó ăn khó sơ. Tao giờ tao đói rồi. Sao có con sứa còn sống đây? Thì đó. Hai ba con luôn chứ không phải con nữa. Con ba silo hồi nãy trên mặt nước đây rồi đâu rồi ta? Con này chết rồi sao bắn không xin nha. À đây rồi, đây rồi. Mày có thường không? Mày bỏ số 0 mà lại cho nó ăn. Mày có coi con này cấp nhiêu? Bỏ có. Cấp 5 mày ơi, bắt nhanh mà. Sao hình đâu? Như tao nhớ không lầm là mình giết con ba silo sau rết trong người nó có dầu. Đúng vậy. Nụ xì không có gì mày. Nó ăn xì dầu ghê mày. 6%. 6% trời ơi chua à. Được. Chục miếng. Có 20 miếng nè, 40 miếng. Cả đuối nữa kìa. Còn cái mày vô chi tao cỡ rồi, con lại dài quá vậy. Đừng đụng trúng nó nha, coi chừng cá sấu cắn trúng á. Mấy cá đuối này tuổi gì nữa. Bố mày chấp 100 mấy luôn á. Có ăn nổi, ăn nổi thôi đi về nhà đi về đi. Đấy mày có thịt trong mày, thịt chín không cho miếng coi. Có sao có 4 miếng à. 4 miếng cho 2 miếng coi. Đói rồi. Nhớ tách ra. Đi cho nó ăn. Bỏ trong cái xấu này nè. Ừ. Đâu rồi? Bơi nó nhanh rồi mày. Mày không đó. Giữ nè. Từ từ. Cái con này sao nhìn cái tướng tá nó giống cả voi luôn. Ủa sao lâu ăn quá vậy? Thiệt. Đi heo canh nữa hả? Con này phải theo sát quay nhất. Henry. Ủa bỏ rồi vô mà ta. Henry là nó. Henry là chữ dài thì đang đói. Chưa đói mà. Kêu là con nó chưa đói. Đói nó mới ăn. Gì ấm ấm, bây giờ mật ấm lại. Còn mày canh chim quá thai như mày. Tao ngủ. Ngủ què. Nhiều trăm rồi. Sao mày? Mà giờ sắp hết bình độc. Mày ăn ta. Ăn phải làm gì không? Không. Khi nào hiện e ra nó mới ăn mày. Nó đâu chạy heo vậy nó không ăn. Nó thấy nó không ăn ta. Nó đâu có đủ nó mới ăn mày ơi. Thấy mày không ăn. Cái đất họ mày làm như đụng cức kìa. Nè ăn nè. Ăn kìa. Từ từ đó cho. Tới đủ thời gian nó hiện e ra mới bấm cho ăn. Xịt dầu đó kìa mày. Nó ăn xịt dầu vậy làm gì thấy ghê vậy. Con ba silo này ăn khi bồ chim quế thai ý nghĩa thì chứ. Nó 12% nó nhanh mà. Nhanh nè. Nhanh nè. Tao thấy cũng nhanh lắm á. Quỷ bên chậm như chó quá là gì. Bự mày tải đồ lấy đệ bàn. Để tải đồ mày. Đứng giỡn. Mày bỏ vô đệ bàn bay ra cái dầu vô này mày chè dở xuống thôi. Mô sa thì mày xuống đây mày kiếm. Chứ nói trển mô sa không à. Ai không biết là dưới biển là bắt mô sa. Đói nữa kìa. Giờ đói nhanh á. Ờ bây giờ là tới độ đói nhanh của nó rồi. Cũng giống như con đục cức. Vừa vô và phải chờ, bỏ một cục phân xong chờ tí. Chờ khoảng đâu 5 phút cái hồi lát nó ăn ly lịa.
đâu có ăn nữa nè. Không, giờ tới giờ ly lịa rồi đó. Xịt khói, mấy con này ăn cái xịt khói có phải dễ giết mẹ. Chuẩn bị ăn nữa đó. Nó giờ nó ăn liên tục á, cứ cách 20 giây ăn lần á, 20 giây 30 giây. Cái thịt trong này tao cho đi heo nè. Cho ăn đi, nữa kìa. Đây. Còn 18 miếng cho, còn hai mấy miếng cho mình nè. Đưa tao chục miếng đi. Tao bỏ vô saco kìa. Nó lấy đi trong saco á. Ăn nữa đó, ăn nhanh ta. Ừ, hoài giờ nhanh lắm. Lúc đầu thì nó lâu vậy đó, chứ giờ ly lịa. Yên con này cấp mấy? À, cũng không biết nữa. Đã bắt cỡ test vòng cho anh em xem. Ăn cái gì ta, ăn xịt khói ghê. Sợ Musa thôi. Mà ăn sợ gì, có con quỷ này sợ gì Musa. Sợ quá giờ không lúc nét. Tôi cũng cắn bỏ bú luôn. Cắn cay sữa mẹ luôn đó, ở đó. Cho ăn đi lẹ mày, nó chưa cho nó ăn được miếng nào cấp năm mà thôi kệ, không sao, đừng ham cấp lớn, mình bắt mình cởi thử cho biết thôi. Cấp mấy à? Cấp năm chơi phải không? Bắn xong sức chứa cũng 800 mấy á. Ừ, sức chứa cơ bản nó 800 mà bự dài chứ. Tao cũng nhớ là sức chứa cơ bản nào 800 á. Hình như là cá ấy dầu phải. Cá lấy dầu mới đúng. Con này ăn dầu được không mày? Con này kìa lấy dầu được không? Không biết. Chứ con thấy nó xịt dầu kìa. Chắc cắn xịt dầu vậy thôi. Trong người nó có dầu thôi chứ. Chắc nhờ da của nó đó. Cho trơn. Bởi vì mấy cá đuối heo. Giờ heo cũng làm polymer. Heo cũng làm thá gì. Qua Ragnarok hay là nào nuôi con chim quái thai đi vô sa mạc này kia, hay là qua núi lửa quánh mấy con bọ ngựa. Leo vô khủng long cho nó hồi miếng. Chứ thấy hết stamina rồi, vô khủng long cái hồi stamina. Con quý giá của tao đâu à. Dừng lại con quỷ này. Nhắn giọng cái bụp khiến cá sấu nhảy vô liền. Ừ, chắc luôn hả? 7900. Ăn thì mà nằm biển nữa. Cộng được gì 2 cấp à? Kệ đi, không sao. Được chắc ăn rồi. Bây giờ để có coi cái yên nó coi. Coi yên để gì heo nó cho. Basilo hả? Dòi mặt nước rồi mày. Chắc nó dạng lớn lớn chứ không nhỏ đâu. 60 á. Bà lấy oxy hay gì vậy? 60. Trời ơi, dưới đây tao sợ thiếu fiber chế rồi thiệt. Chế tốn không? Tốn có năm mấy sao chục sắc gì à? Rồi ăn cái được rồi. Thay giờ sao đứng quánh tường đá tường gỗ chạy ra rồi. À đù. Ăn ngon lắm luôn á. Lắm bên lợi để tao bắn lại cho nó không ra được. Rồi. Đi đâu hả? Đi theo mày á. Đội về. Cái xấu kia tao đâu rồi? Ai biết mày, mày cỡ mà mày không cho đi theo mày, mày hỏi tao. Ủa tao thổi cho đi theo rồi mà. Ở đây nè. Đâu rồi? Làm gì mà nó bao cũng lợi tao thì sao? Rồi đi về. Này thấy rồi biết dỗ về à. Thôi ở sát bên đây có ở đâu. Vô chế yên con đó cỡ vui lắm nha. Con đó nhìn xa cắt cái đuôi nó đi gắn vô cái đích ngừ thành tiên cá. Không có con này về. Sao bắt được Basilo, cá đuối nhiều quá. Một cỡ Musa hiện cạp cũng được, nhưng mà con này làm chó cạp ngon hơn. Ủa tự nhiên cái xịt dầu mày. Có nào cán không đó, đứng xịt dầu. Chắc ăn đó mày ơi. Ăn là xịt dầu vậy ha. Giống cái heo mày. Gì sao đứng giật giật kìa.
Nói vậy. Tao tưởng bị gì chứ. Ủa nó có cái gì cho mình kìa mày. Ủa con này có dầu cho mình nè, tạo ra dầu nè. Đù ngon ta. Là nó quánh nó còn có dầu nữa mà. Con này sản xuất dầu à, ngon à. Ủa sao đứng ở ngoài à. Kệ đi, vô chế yên nữa đi. Có dầu của mình kìa, cục dầu này có thời gian mà không? Nó tạo ra dầu giống như mấy ông sên rồi mà có thời gian. Kể 2 đi. Tiếng mới mắc. Chế yên tao gỡ nhanh coi. Chuẩn bị gì ở rồi đi. Ăn. Ăn từ nãy giờ ăn nhiều quá chướng ruột giờ ở. Thiếu fiber. Fiber 250 luôn á, 260 vậy. À đây đủ à. Da đủ luôn. Ý nó máu rồi mày, nó xuống máu từ từ nè, sao kỳ vậy? Bỏ đồ ăn vô nó coi. Hết đồ ăn rồi kìa. Bỏ thịt vô nó ăn coi. Con đó đó. Xuống máu kìa. Thì bỏ thịt vô. Vô đâu? Vô ngực nó thôi. Ờ bọt rồi. Ổn đói ghê chứ. Ủa rồi bỏ đồ ăn vô cái hết ở rồi. Ở còn cái này còn ở, còn ở. Có xuống máu từ từ không? Có. Tạo ra dầu mới xuống máu này gì vậy? Cái gì vậy? Ủa sao xuống máu rồi, rồi nó ăn hết thịt rồi. Bỏ cá vô. Con đó chắc mấy bào rồi. Đụng mấy bào đại dương rồi. Cá cái xấu đầy nè. Giờ bắt được rồi. Mình rút máu rồi mày, nó rút máu từ từ. Hay là nó không sống ở độ sâu này. Gì? Bỏ gì vậy? Nó rút máu kìa. Cô giảng hiểu con cá sấu thì dài đó chứ. Kêu về đi. Coi thử coi. Ôi chết rồi. Gì vậy? Tôi quên lấy oxy chứ gì. Quên lấy đi đúng rồi. Thiệt lắm đói quá nha. Vậy nó sống không được với độ sâu đó thiệt đó. Chơi hết ở rồi hả? Ừ. Càng xuống sâu cũng càng mất máu. Rồi, vô đây này không được rồi. Quay lên trên coi, nó nổi chưa, nó còn ở không? Còn. Ở liên tục mày ơi. Nó có tắt cái chức năng gì đâu, nó tạo ra dầu cái mất máu rồi. Con gì vậy trời. Chắc nó chết luôn quá. Ờ tạo dầu chết thiệt á. Cỡ đi vòng coi đi. À, tôi bó tay với con đó rồi. Đói sắp xỉu rồi. Ở đây đổ rên luôn à. Giờ giờ đổ riết, giờ giác hạt giống xuống đây ăn luôn. Đem hạt giống xuống đây quém sạch. Còn ở không? Hết rồi, lên chơi chứ hết. Chắc nó sống không được dưới độ sâu nữa đó. Thấy nó đâu khi nào xuống dưới đáy biển đâu. Ba lửng 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 không. Lên lại cái lên máu. Vậy con nó chắc phải để trên quá mày ơi. Để dưới là không được rồi.
không có khi nào mà thấy con Basilo này xuống xuống đáy biển hết đó, nó mà để lưng lưng chừng vậy nè, tắt nó và để trên chỗ mỏ dầu nè, cũng vậy luôn, chỗ này cũng vậy, thì phải lên trên nữa hả? Đây không vậy nè. Để đây không bị nè. Phùng độc quánh nhà mình nè. Độc thiệt chứ. Đi đâu à? Mày đi theo mày chứ gì. Để trên nóc nhà đi, chắc mấy cá mập xử quá. Tắt. Tắt nó đi, xử được xử. Chắc cá mập không xử đâu. Xử rồi mai chết thì có đâu. Ừ, nhà ơi, gặp có đủ phần để nuôi cây không mày? Gặp thứ cùi bắp này nữa chứ. Bắt trúng rắn bứa rồi mày ơi. Chết rồi Vinh ơi. Tự nhiên đem con đùng cứt lên đây đưa xuống dưới không, giờ trên nhà không đủ phần đồng cây. Ta bắt lộn rắn bứa nữa rồi. Nãy về lấy về đám. Ừ ơi. Nãy bắt tốn thời gian được kêu nãy bắt con mù sa không bắt. Mù sa đâu ra bắt? Mù sa. Đầu bắt. Quỷ nó không bắt thôi chứ thiếu da gì. Cái con nó xuống đáy biển cũng được, cái gì kỳ vậy? Xuống đáy biển cái ở dầu. Ôi mau. Sức ép nó lớn quá. Làm như tao hành hạ gì đó. Trong khi thấy cá sấu không? Xuống bình thường. Gặp dân đầm lầy nữa chứ. Cá sấu là dạng mà cái loài bò sát thích nghi tốt. Rồi con quỷ cá sấu ra dài nữa nè, ý nghĩa thì xuống đây có bị gì đâu. Xuống đây. Đây sao cô cạp vô chuồng chim mới thai đĩ mẹ đó rồi sao trúng rồi phải không, sao cô mỏ dài cạp cặp xiên á, ai biết thì nó thấy là cái đùng cái rồi ha anh em, thì nghĩ là video hôm nay bắt Basilo vậy cũng đã đủ rồi ha, thì mình vẫn chưa test con đó nhưng mà con đó mình thấy nó ở quá nên không dám test. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc video lại tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn mình, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game ARK. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ là luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Ok. Oh, yeah.